cái nội thất bên em nó hợp lý, chị cảm thấy hợp lý. Cái sản phẩm của căn nhà này của chị cũng là sản phẩm thứ hai của công ty. Chị cũng, gia đình chị cũng rất hài lòng và cảm thấy là nhân viên thì nhiệt tình mà làm sản phẩm thì chất lượng tốt. Đấy. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Nội Thất Hát Pro. Không biết là quý vị nhìn những hình ảnh vừa rồi có thấy quen thuộc không? Đấy chính là những chi tiết nội thất mà chúng tôi đã hứa ở video trước sẽ bật mí cho các bạn. Đó là toàn bộ những chi tiết nội thất mà Nội Thất Hát Pro đã thi công cho nhà chị Thoa ở chung cư Park Sim Tây Hồ, Hà Nội. Và như đã hứa ở video trước, lần này tôi có một dịp rất là may mắn đã được quay lại để có thể đưa đến cho quý vị khán giả những toàn bộ chi tiết nội thất mà gia đình chị Thoa đã tin tưởng Nội Thất Hát Pro để thi công cho căn nhà của chị. Nói chung là trước khi gia đình chị đến với cả Nội Thất Hát Pro thì bọn chị cũng xem rất nhiều hãng, thì cũng nghiên cứu và tham khảo và sau đó quyết định làm của Hát Pro. Cái sản phẩm của căn nhà này của chị cũng là sản phẩm thứ hai của công ty. Chị cũng, gia đình chị cũng rất hài lòng và cảm thấy là nhân viên thì nhiệt tình mà làm sản phẩm thì chất lượng tốt. Đó. Tiêu chí của chị nói chung là tối giản, trông nó phong cách nó nhẹ nhàng và trông nó không phải quá cầu kỳ. Chưa xuất hiện ở trong video trước, chị là chủ nhân của không chỉ một mà hai căn hộ do Hát Pro thiết kế và thi công nội thất. Vậy thì hôm nay, hãy cùng Hát Pro chúng tôi đến thăm và lắng nghe những ý kiến đánh giá, chia sẻ cảm nhận của gia đình nhà chị Thoa về sản phẩm mà Nội Thất Hát Pro đã thiết kế và thi công cho nhà của chị. Chị thấy là cái trong nội thất của ngôi nhà thì cái căn bếp nó là rất là cái, cũng là cái nơi mà mình phải là quan trọng, nên chị thấy là nó cái bếp là nơi để cả một ngày mình đi làm ở ngoài thì khi về thì chị cảm thấy rất là ấm áp và phù hợp và rất là thích. Phụ kiện trong của nội thất bếp, trong gian bếp thì chị cũng làm những cái mà bên người tư vấn cho chị, như là nội thất của giá bát của bên An Cường đúng không? Giá bát nâng hạ. Đấy rồi là để nồi son đấy cũng của bên hãng, chị thấy rất chắc chắn và yên tâm. Khu vực phòng khách có lẽ là không gian tiếp bạn bè và người thân xa gần nhiều nhất, cho nên chị Thoa đã thực sự tinh tế trong việc trang trí và không gian ở đây. Và nhiệm vụ của chúng tôi đó là thiết kế những kệ tivi, vách ngăn, ốp dán tường sao cho gia chủ có thể tận dụng được tối đa và thoải mái sở thích trang trí của mình. Chị thấy là nó hài hòa và nó hợp với cả cái phong cách của hiện đại bây giờ. Nó cũng không quá cầu kỳ mà nó có những cái điểm nhấn để tạo lên cái không gian phòng khách trông nó hiện đại và cũng đơn giản thôi nhưng mà sang trọng. Dĩ nhiên là khi mà chị liên kết với bên công ty nội thất bên Hát Pro thì chị cũng có được nhân viên tư vấn và sau đó cũng kết hợp với cái sở thích và cũng có một vài ý kiến của gia đình. Thế thì nó cũng mình cảm thấy hài lòng. Tối giản mà lại không nhàm chán, chuyển đến phòng ngủ của cậu con trai nhà chị là một loạt những sự lựa chọn hết sức tâm lý đến từ vị trí một người mẹ. Nội Thất Hát Pro đã đáp ứng những yêu cầu chị Thoa bằng những chi tiết nội thất vô cùng hiện đại và phá cách. Cái phong cách này có thể là nó cũng hiện đại và cái màu sắc phối của giữa cái màu trắng và màu ghi thì trông nó là cái tông màu mà
cũng nam tính mà khỏe. Thì đặc biệt là chị cũng muốn là cái giường của hai nhỏ nhà chị nó có nhấn nhá những cái điểm đầu giường, thì trông nó làm cho cái giường nó nổi lên, và có thể khi chị đưa những cái bộ ga giường vào thì trông nó cái giường trông nó ấm, nó đẹp. Thế còn đâu riêng về cái tấm treo tivi thì lúc đầu thì bên đó cũng tư vấn cho chị là cái gỗ có thể ốp hết lên trần tường, nhưng mà chị không làm, và chị muốn nó chỉ trong cái khuôn viên to hơn cái in tivi nhà chị một chút, để nó làm nổi cái tivi lên thôi, để cho nó đừng có quá là cứ bao lấy cái tường trong nó trong cái nhà nó bị cứng đó. Nên chị cũng có tư vấn và hai bên kết hợp để cho tạo lên cái điểm nhấn. Rồi giá sách hoặc là cái bàn học của cháu. Đấy, thì từ đồ giường thì chị cũng thấy cái táp thì bên em làm bây giờ nó cũng gọi là xu hướng kiểu như là đổi mới, rồi nó hình thù nó khác đi một chút. Và thấy lúc đó thì bên công ty gọi cái táp đầu giường đó là cái táp tổ ong. Thế nhưng chị cũng thấy là giống thật, đẹp, rất là đẹp. Thực ra chị cũng muốn là vẫn có cái không gian mình đi lại nó không cảm thấy vướng cái chân. Tại vì là cái diện tích thì nó chỉ có như thế thôi, nhưng mình muốn là nó hài hòa, chẳng hạn như bàn học nó phải ở góc này, rồi cái kệ nó phải ở chỗ kia. Mặt khác, dù là một người thành đạt nhưng chị Thoa lại có một phong cách rất tối giản. Sự đơn giản đó đã xuất hiện nhiều trong căn nhà và phòng ngủ cũng không phải ngoại lệ. Những hình ảnh về bộ nội thất mang tính thực dụng cao mà chúng tôi đã thiết kế cho nhà chị Thoa ở đây là chứng minh cho điều đó. Phòng ngủ của chị thì nó cũng khá là rộng. Thế nhưng mà mỗi phòng chị làm một phong cách. Rồi bên chị, bên phòng ngủ của hai vợ chồng chị thì nó cũng đơn giản thôi. Chị thấy là cái sản phẩm như chẳng hạn như các cái dây tủ hay là những cái tay co, hoặc những cái gọi là như là cái bản lề ấy, thì bên em mà dùng những cái đồ rất là tốt và nó nhẹ nhàng, không quá là nặng và nó trơn tru. Ngoài ra, điểm xuyết trong căn nhà chúng tôi đã trang bị cho chị Thoa một số sản phẩm như là vách ngăn CNC, tủ trang trí ở đây và kiêm luôn là khu vực để đồ, hay là tấm ốp tường kèm gương ở đây. Và vẫn theo đúng yêu cầu và phong cách của gia chủ, những chi tiết này cũng không hề ngẫu nhiên mà được sử dụng vô cùng có chủ đích. Chị thấy là nó rất là nhỏ gọn nhưng mà tinh tế. Chẳng hạn như những cái tấm CNC này nó cũng có thể nó là điểm nhấn, nhưng mà cũng có thể là chị cũng làm để nó trang trí, và nó cũng có che những cái mà mình nó tế nhị đấy, rồi là những cái gọi là ô thoáng của điều hòa, thì chị không nhìn thấy là nó khách khi khách vào là sẽ không biết điều hòa chị trong đó. Chị làm những cái gọi là tấm tre nhưng mà vẫn có những cái lan để nó đẩy gió ra ngoài, rất là thích hợp và sử dụng được hết cái công năng của cái điều hòa nhà chị. Cánh cửa này nó vừa là cái vách của tre được cái nhà vệ sinh và là cái vách của cái tủ lạnh của chị. Trang trí của phòng khách vừa là vách ngăn. Không phải là quá to để mà có sự liên kết giữa phòng khách và phòng ăn nữa. Mình nhìn mình cảm thấy là nó có sự cách biệt. Thế nhưng mà nó không phải là quá là quá to để cho cái không gian nhà mình nó bị bó hẹp vào.
Và đó là quý vị vừa mới đi qua với chúng tôi những hạng mục nội thất mà Hát Pro đã được chị Thoa tin tưởng để trang hoàng cho căn nhà mới của chị. Là một trong những căn nhà rất là nhỏ gọn nhưng mà lại rất hài hòa và đẹp một cách hợp lý. Quý vị thấy video này như thế nào? Hãy để lại ý kiến bình luận cho chúng tôi. Và như thường lệ, nếu quý vị thấy video này bổ ích và quan tâm đến những sản phẩm của chúng tôi, xin hãy cho chúng tôi một lượt like, một lượt đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ nội thất Hát Pro. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video lần sau.